Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm tựa game Quỷ Kiếm 3D, một game MMO vừa mới ra mắt vào ngày 10 tháng 3. Game này thì đã có phiên bản ở Đông Nam Á với tên là World of Darkness và nay đã có bản Việt hóa. Đây, thì là nhân vật của mình đã tạm chơi đến level 17. Mình sẽ mở nhân vật mới để chúng ta trải nghiệm từ ban đầu nhé. Có 3 hệ nhân vật là chiến binh, pháp sư và sát thủ. Mình sẽ chọn sát thủ đi và chọn tên. Rất là đẹp đúng không? Game với đồ họa 3D. Tên này dùng rồi, thế nào dùng của mình? GH Vina. Làm nhân vật. Rồi. Đây là một game rất đặc biệt khi mà nó dùng thông điệp là khơi dậy cảm xúc MU, tức là cái game MU huyền thoại một thời. Các bạn có thể thấy khi mà thiết kế nhân vật cũng như là cái cánh kiếc này. Nhưng mà chắc là đối với những game thủ kỳ cựu thời tầm 9X thôi, còn sau này thì mình cũng không rõ. Đây, ban đầu thì nó sẽ cho mình kiểu một cái cốt truyện là mình đi đánh con quái này để hình dung được. Lỗi rồi, click hồi thành. Rồi, và bây giờ mình đã về màn hình chính của game. Đây, chúng ta có thể nhận thấy giao diện rất là sáng rõ, gọn gàng. Và tất nhiên là ở trên máy tính bảng thì nó thế, còn trên điện thoại thì chắc là cũng hơi khó. Đồ mình vừa nhặt được thì phải dùng cái quyển sách này để giám định, chứ không dùng được ngay. Đấy. Đây. Chúng ta có thể trải nghiệm dần về cái đồ họa rất là đẹp. Hiếm có game nào mình chơi mà thấy 3D mà trông ngon thế này. Đây, chúng ta sẽ đi lên từng level một thì các chức năng mới được mở dần. Hiện tại là có rất là ít. Rồi sau mình sẽ chỉ có con level 17 của mình. Nó đã mở ra rất là nhiều. Đây đang hướng dẫn cường hóa đồ. What? Game này cũng thế nào nhỉ? Khá là dễ chơi bởi vì là nó cứ không hướng dẫn chơi tằng tằng một phát ban đầu ấy, mà chúng ta sẽ cứ đi từng tí một, rồi lại nó sẽ giới thiệu cái này cái nọ ấy, làm chúng ta nhớ tốt hơn, là cứ đưa một mớ ra, nó không hiểu. Này, chúng ta sẽ đi theo các cái phụ bản. Đang dẫn chuyện rồi, chúng ta sẽ có chế độ auto ở đây. Đấy, nó sẽ tự đi. Tuy nhiên là cái chức năng auto của game này hơi chán bởi vì nó không sẽ không auto suốt, mà chúng ta cứ mỗi vào mỗi phụ bản thì chúng ta lại phải bấm auto tiếp và bấm lại. Ngoài ra thỉnh thoảng là khi đi sang phụ bản khác thì cũng bị lag và chúng ta phải bỏ cái chức năng auto đấy đi nữa. Con của mình đang có con Wendy đi bên cạnh. Đấy, đánh con nào thì nó sẽ hiện tên này cùng với máu. Ngoài ra có nút tắt để về thành sớm. Đấy, màn hình rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ hồi thành. Ok. Đấy, thì các bạn đã hình dung được cái gameplay rồi đúng không? Mình sẽ chuyển sang nhân vật kia của mình nhé. Ở nhân vật. Xem con chơi lâu rồi trông nó cũng sướng hơn, mặc dù con này của mình vẫn chưa nhiều lắm. Game nó sẽ quan trọng theo các mức mốc level từ 10 này, 20, 30, kể cả đồ cũng thế. Đây. Trời, bọn này có cánh này, đẹp quá. Rất tiếc là cánh là phải nạp tiền. Bên cạnh khuôn màu đấy. Đây, các bạn có thể thấy lúc trước ở các cái tính năng chỉ có một tí hàng ở chỗ này thôi, nhưng bây giờ đã tràn lên cả hàng thứ hai rồi. Và nhiều người còn so sánh các tính năng của game này giống với game Thiên Thần Truyện, khá là thịnh hành hiện nay trên thị trường Việt Nam. Đây. Mình sẽ đi một vòng quanh thành nhá. Cho đến bây giờ mình chơi thì cũng chỉ có một cái thành này và chạy qua chạy lại mấy cái thằng NPC ở đây thôi. Ý, di chuyển hơi khó. Đó, chúng ta có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ này. Và phần túi đồ. Đây, có thể thấy mỗi người sẽ có hai ô là free ban đầu, còn sau là phải mở bằng kim cương nạp. Đồ thì cứ đi phụ bản chúng ta sẽ nhặt rất là nhiều, chỉ tầm khoảng 2 cái thôi là đã đầy rồi.
Đây, mặc đồ. Bấm vào đồ này. Nó sẽ có yêu cầu cấp. Chẳng hạn như mình chưa đủ này, nhưng mà chiến lược lại thấp hơn vì đồ này của mình là đồ hit. Đấy, các bạn thể luyện. Nhưng mà bấm vào đấy chỉ để luyện thôi, còn nếu mà muốn bán thì chúng ta lại phải vào mở shop. Là mình rất là hay bị nhầm ý. Có khi là đang định trang bị đồ thì lại bán đồ mất. Trời ơi, nhưng mà không sao, chúng ta có thể vào mua lại để mua. Đấy, mình sẽ đi nhiệm vụ chính tiếp nhé, để chúng ta xem hơn nhiều hơn về cái gameplay. Đây, thì các bạn có thể thấy là chúng ta có ba thể loại có thể chơi là ải đơn, lập đội hoặc là đội. Nó có thể miêu tả, tức là chúng ta có thể đi tổ đội bất cứ lúc nào. Có thể mời theo bạn bè của mình, hoặc là sẽ có NPC trợ giúp. Đấy, chúng ta lại phải bấm lại phần auto để nó đi. Mình đã mở được 4 skin rồi. Đó, thì nhân vật của mình cứ đi qua từng phụ bản và khi nào cho thấy xong nhiệm vụ và về thành thì thôi. Về đánh giá chung thì game này có đồ họa cực kỳ đẹp, âm thanh cũng phù hợp, kiểu đánh nhau gay cấn. Còn về tính năng thì mình thấy hơi ngu một tí, sắp xếp nó không được thông minh cho lắm ý. Nhưng mà thế là ok rồi, bởi vì bây giờ xem game, chơi game thì chủ yếu là xem đồ họa mà. Tính năng đầy đủ là được. Đó. Thì vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Quỷ Kiếm 3D hay với cái tên tiếng Anh là World of Darkness. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích tựa game này nếu mà đã từng là một fan trung thành của MU. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip trải nghiệm sau của gamehub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.